Tại tỉnh Trà Vinh, mới đây, bà con ở tỉnh này trong lúc cải tạo ao nuôi tôm lại phát hiện một quả bom nặng hơn 112 kg còn nguyên ngòi nổ. Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duyên Hải nhanh chóng phối hợp lực lượng công binh cắm bản nguy hiểm và bố trí lực lượng canh gác không để người dân vào khu vực nguy hiểm và báo về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh. Trước đó, như Nóng 24 giờ đã đưa tin, vào giữa tháng 10 của năm 2022, lực lượng công binh tỉnh này cũng đã xử lý an toàn một quả bom nặng 115 kg còn nguyên ngòi nổ sau khi tiếp nhận thông tin từ một hộ dân tại ấp 11, xã Long Hữu, thị xã Duyên Hải phát hiện được trong lúc đào đất xây dựng nhà, thưa quý vị. Người dân phát hiện quả bom đã nhanh chóng trình báo lực lượng chức năng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh đã chỉ đạo lực lượng công binh vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Duyên Hải xử lý an toàn quả bom dài hơn 1 mét. Quả bom này nằm trong ao tôm của gia đình ông Lê Văn Tuấn, 47 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Được biết quả bom trên do Mỹ sản xuất, còn sót lại trong thời kỳ chiến tranh, chiều dài hơn 1 mét, nặng hơn 112 kg, còn nguyên ngòi nổ. Sau khi thu gom và xử lý an toàn, lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đưa quả bom về trường bắn huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh tập kết để chờ lực lượng công binh quân khu 9 đưa đi hủy nổ theo quy định. Đáng chú ý, chỉ từ đầu tháng 10 năm 2022 đến nay, lực lượng công binh tỉnh Trà Vinh đã thu gom và xử lý đến 3 quả bom còn ngòi nổ do người dân phát hiện trong quá trình khai thác đất sản xuất.